Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là con người vs khủng long nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu như được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất nhá anh em. Chúng ta sẽ vào thôi nào, mình và mình còn nâng cấp nhiều thứ lắm. Nâng cấp nhiều thứ lắm anh em ạ. Rank và đây tôi nhận mấy cái quà từ mấy thằng này đã. Nhìn thằng này toàn thằng Hàn Quốc anh em ạ. Hy vọng là sau này mình có thể lên được top anh em. Và tôi sẽ là số 1 thế giới. Hy vọng. Tất cả mới chỉ là hy vọng thôi. Cái boxer. Ok, tôi sẽ mở cái gì đây? Sẽ mở cái này đi. Có 200 thôi, chỉ có 200 game thôi. Không quá nhiều lắm. Pals, PvP đánh nhau đấy, kiểu dạng như vậy. Hospital. Cái gì đấy? Vãi đạn cái gì đấy anh em? Hospital là chúng ta làm gì? Tăng cường miệng này, cơ bắp này, tay này, não này. Cái lồng đèn gì vậy? Chữa à? Chữa bệnh à anh em? Kiểu dạng chữa bệnh với ông ta à? Cái đấy thì mình không biết nó là để làm gì luôn. Thật sự là hơi nghèo. Ok. Arena. Nhưng bây giờ mình còn yếu lắm. Không ăn thua đâu. Mình chưa ăn thua đâu anh em ạ. Còn tôi còn yếu lắm. Tôi sẽ đi nâng cấp. Nâng cấp thêm cho cái này đi. Cái này nâng cấp tí. Ui hơn 800 cái ấy anh em ạ. Hơn 800 cái tiền đá luôn anh em ơi. Các bạn nâng cấp thoải mái đến sáng mai cũng chưa xong mất. Nhiều vãi. Nhiều quá. Hơn 500. Ui dồi ôi, tôi tiêu mãi không hết anh em ạ. Mỏi tay vãi trưởng luôn. Ui. Còn hơn 200 nữa. Ui. Ui vãi đạn luôn ạ. Có khi lên cấp một đống quest này, lấy game này, kiếm đồ mới anh em ơi. Ui rồi, cho nâng cấp nhiều quá, bây giờ nó thành ra cả một đống đồ gì đó này. What the hell, 300 à? Mình sẽ để khoảng tầm 500, 100 thì sẽ được 10 cái, 500 sẽ được 50 cái, cũng thế thôi. Thôi rồi, đánh boss đã anh em ạ. Theo tôi đều án là đánh boss đã. Con gì đấy? Con công à? Con công anh em ơi. Công này. Công này. Ui, đá sút đấm rồi. Mày á. Đánh nhau với tao á. Không được. Con chim công à? Hà mã. Hippo. Đánh luôn anh em ơi. Nó cần yêu cầu lực chiến là 1,144,9 à. Nhưng mà mình mạnh hơn nó rất là nhiều. Hay à. King. Từ nhá, đấm này. Mày nhợt. Con lợn này. À con này không phải con lợn mà là con ui sói anh em ơi. Sói người sói à. Người sói ghê vậy. Nhìn ghê vậy. Đánh luôn. Ui ôi, sói. Sói tuyết. Không phải, quỷ sói. Grandfather. Đây là bố của con sói kia anh em ạ. Grandfather. Hay là ông hay là bố gì đó. Con chim anh em, Tapezara. Chúng ta sẽ có một con chim Tapezara gì đó. Quà. Tôi sẽ có thêm free claim, có nghĩa là ta sẽ có thêm đồ mới anh em ạ. What? Cái này đại chiến nhẫn giả. Cái này à, cái game này mình đi từng chơi rồi anh em ạ. Nhưng mà không có nhiều người ủng hộ lắm thì mình cũng không chơi thêm ấy. Nếu mà có ai ủng hộ thì mình sẽ chơi thêm. Mà không ai ủng hộ cả. Wings face. Tôi có một cái wing mới à. Wing mới đâu. Face. Thôi cái này để sau đi. Tận thêm 500 game nữa. Úi ôi ngon. 30 ngày. Nhận thêm 50 game nữa. Nhận thêm được 30 game nữa. Ngày thứ tư gì đó. Claim thêm được một cái ngày mai nhận được invite. Có một cái face thôi. Playtime sẽ nhận thêm được 5 game nữa. Cứ chơi tầm khoảng 120 phút sẽ được thêm được khoảng 30 game. Thôi bạn ơi, tôi không cần cái đấy. Rồi tôi sẽ mở từng cái một vậy nha. Ui, tê mấy kìa. Làm sao mà lên được cấp nhờ? Tôi muốn lên cấp anh em ạ. Tôi muốn lên cấp của cái này để có thêm đồ mới. Nhiều đồ đấy. Không ít đâu. Nhưng mà sắp hết game rồi. 500 luôn này.
Ai da, cả đống đồ mới ạ. À. What the hell, lên level 5 luôn ạ. À. Dã man con ngan thế, bạn ơi. Tôi có win mới không? Win mới, win nào? Có tóc gì đây? Có tóc này ngố, ngu vãi. Có tóc này ngu vãi cả trưởng luôn ạ. À. Vũ khí chưa có vũ khí mới nhỉ? Gì đây? Rabbit anh em ạ, đây là quần áo thỏ à. Chúng ta sẽ được lên Rabbit hand. Các kiểu để tuần là quần áo thỏ hết anh em nhá. Rabbit chân của giày Rabbit bây giờ cần đủ một set Rabbit rồi. Trick weapons, củi bóp. Tôi vẫn chưa có cái vũ khí mới anh em ạ. Let's go 321A. Có gì đây? Tapezara kìa. Reset nhanh quá, nó trâu quá. Nhanh. Tôi tốn khoảng 500 đấy. Vậy thì ạ. Ba Brachiosaurus nhân 4 thì chỉ có được ấy thôi anh em ơi. Có 40 game thôi. Nó cũng không phải là quá nhiều cho lắm. Nhỉ. Thật ra là không quá nhiều cho lắm. Ồ, chờ cái quảng cáo, có lẽ mình nên tắt cái quảng cáo đi trước đi anh em ạ. Để mình bật cái ấy lên. Đấu đại lục. Được thêm khoảng 40 game nữa. Brachio. Ui, sao mình bé tí vậy? Mình bé như con kiến vậy. Mình sẽ nâng cấp cái này lên một tí xíu. Level up level 200 rồi. Cái này thì mình có 181. Nâng lên nào bạn ơi. Nâng cấp cả hai cái này lên luôn. Cái này sẽ heal regen nha anh em ơi. Nó sẽ hồi máu cho bản thân mình luôn. Cái con này quan trọng hơn này. Cái này nó gây ra dam này. Mình thấy nó quan trọng hơn so với cái heal regen. Heal regen mình không cần. Brachios. Đánh luôn anh em ơi. Lực chiến mình gần gấp đôi nó. Ui ôi. To thế. Mình bé như con kiến kìa. Ui dồi ôi. Mình bé quá. Anh em nhìn thấy tôi bé như con kiến không? Nhờn với anh à. Không được. Chúng ta đang sang cái state mới. Ấy. Hình như ta tiến hóa lên một cái có totem anh em ạ. Nó sẽ là magic attack, đam ma thuật. Nó có một cái item mới, đây là cái totem này. Đấy, free luôn anh em ạ, nó tặng mình một cái totem free ở đây. Totem box 25 cái. Đây là cái totem này anh em. Đấy anh em có thể thấy cái totem nha. Totem. Không đủ item anh em ạ. Có, úi dồi ôi, cái lồng gì đây? Brother, ui, nó có nhiều cái lắm, nghe họ nhiều cái hiệu ứng quái vật lắm, mình chẳng biết là cái gì luôn ạ, sợ vãi. Nhìn nó choáng vãi, Dam Magic. Nhìn choáng thật sự, nó giật xét anh em ạ, giật xét với cái bọn thỏ này, cái này nó giật xét với con thỏ cắn cỏ này. Person 5. Nó quá nhiều thứ để mình có thể khám phá, cái game này nó quá hay ấy. Quá nhiều thứ nó tặng cho chúng ta anh em ạ. Sự tuyệt vời, nó quá tuyệt vời, có mặt trời luôn. Không có gì để nói rồi, quest này. Nhận rất nhiều game nha anh em. Game này để ngày mai mình sẽ mở thêm set đồ đi. Hôm nay chưa có set đồ gì mới cả. Đúng không? Daily. Đấy, di chuyển, ok. Chúng ta sẽ cần phải đánh rất là nhiều nữa mới xong được. Boss này bạn ơi. Có chụp hành tinh anh em ạ. Như bọn này như ở Pokemon ấy. Ui. Đánh tao đi. Mình chỉ sợ hết thời gian thôi. Boss à. Boss này bạn ơi. Boss với tôi này. Đây là một con dầu Komodo nha anh em. Komodo à, giết hết. Dầu Komodo đẹp phết nhờ. Mà nó khá là trâu anh em. Trâu quá. Trâu vãi lồng. Trâu này. Trâu với chúng tôi này. Tiếp theo là con Elatmotherium. Cũng sẽ hơi mệt nha anh em. Uầy, có gì đây? Con tê giác. Thật ra tê giác cổ đại anh em ạ. Đây là tê giác cổ đại. Mình từng đánh Jurassic World nên mình cũng khá là quen với con lồng đèn này. Ok. Còn gì đây? Vãi đạn luôn ạ. Rank mình là 55.000. Có Tower Brother. Slot Machine. Boss Suppression. Ui ủa cái gì đây? Nâng cấp cái méo gì mà lắm thế. Sợ vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Promotion on cái này để sau đi.
promotion này mình thấy nó khá là kiểu đếch gì ấy, không hiểu lắm. Tôi tầm cái này thì tôi về về nhà đó, kiếm càng nhiều game càng tốt anh em ơi. Cái gì ấy, cái xe là cái gì ấy? New buy package, cái này là limited, nghĩa là phải mua anh em ạ. Box package stone đấy, cứ mua thôi, cái này không cần phải nạp, thật sự không phải nạp anh em ơi, chắc chắn anh em đừng có nạp làm cái gì, nạp vào đúng là ngáo luôn đấy, tại vì nó cho mình rất là nhiều mà. Anh em chỉ không khỏe quá nhanh thôi, mà đánh theo kiểu bình thường là vẫn đánh được, không cần phải nạp đâu nhá. Nạp vào. Wow, to thế này. Còn 6 giây. Ôi chết rồi. Bị choáng ạ. Cứ lợn đánh choáng mình ạ. Thua với chúng tôi à, không được. Nó khỏe nhờ. Đấy mình choáng ấy. Ui con rắn à. Con rắn gì đây ạ? Sợ thật. Hết muốn tiền ạ. Tôi cần có một cái vũ khí mới. Hiện tại là không có vũ khí gì à. Chưa có vũ khí gì gọi là kinh hoàng nhỉ. Boxer này. T11 là skeleton ạ. Ui 1% là con 10% là sẽ Rabbids, T4 của Rabbids. 30%, 5T2 là 58% ấy. Tôi cần một cái vũ khí của Rabbids. Chắc chắn tôi cần một cái vũ khí của Rabbids anh em ạ. Giờ tiền đây. Titanoba Grandmaster 3 của Titanoba. What the fuck, cái gì đây? Tôi có bao nhiêu cái giật set, giật set đấy anh em ạ, tại vì là nó sẽ hồi mà. Nice, giờ đến được state 40 của Titanoba rồi. Chúa Thao Brazzer này. Chúng ta có cái gì đó mới anh em ạ. Ở đây download anh em ạ, tại vì là nó dung lượng rất là lớn. Hầm ngục à. Ui boss gì đây? Ui boss gì đây? Boss tượng đá anh em ạ. Tôi tầm đến nhiều là cái tượng đá anh em ạ. Đại chiến nhẫn giả. Hell man. Cái gì? À vẫn đại chiến nhẫn giả. Vẫn là cái game này. Game này nạp nhiều lắm anh em ạ. Nạp nhiều lắm. Chúng ta chơi những game là không phải nạp ấy. What the hell. Và rồi thì chúng ta sẽ cứ nhé, xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Game hay vãi cả đạn luôn ấy.